bông vàng thọ, ta sử dụng bông vàng thọ để ta ướp trà như tất cả các loại khác để uống là tốt vô cùng bà con ạ. Tốt lắm. Nhưng mà nó riêng có một số người không sử dụng được bông vàng thọ, đó là những việc người bị điều kinh ở bụng phụ nữ, đó là không sử dụng được bông vàng thọ. Không sử dụng được bông vàng thọ là những người đang bị bệnh phụ nữ, ba bầu, phụ nữ đang cho con bú, người đang uống thuốc an thần, thuốc tiểu đường, huyết áp, người hay dị ứng, say rượu và uống rượu. Những người này không ướp trà và không sử dụng bông vàng thọ bà con nha. Bởi vì sử dụng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi đó bà con à. Đó là những phụ nữ đang điều kinh, nó làm ở phụ nữ, điều kinh bệnh phụ nữ, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, người đang uống thuốc an thần, thuốc tiểu đường, huyết áp, người hay bị dị ứng, say rượu và uống rượu. Những người này vui lòng nhớ nhớ là chúng ta không sử dụng bà con à. Còn ngoài ra bông vàng thọ chúng ta ướp để sử dụng như những loại ướp trà bình thường khác thì nó tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe là nó ngăn ngừa được bệnh ung thư, tăng cường được sức khỏe mắt, đục thủy tinh thể. Bà con ha, tốt, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, giảm viêm, viêm loét đại tràng, tốt cho răng, tốt cho miệng, làm dịu co thắt, chữa lành vết thương loét loét, làm vết thương tốt, lành vết thương tốt, điều hòa kinh nguyệt tốt, tốt vô cùng. Khi ta sử dụng bông vàng thọ để ta uống, ta ướp trong những trường hợp nó tốt cho sức khỏe là nó ngăn ngừa được ung thư. Bông vàng thọ tốt cho sức khỏe là ngăn ngừa được ung thư, tăng cường sức khỏe mắt, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, giảm viêm, giảm loét đại tràng tốt, tốt cho viêm loét đại tràng, tốt cho răng, tốt cho miệng, làm dịu cơn co thắt, chữa lành vết thương lở loét, lành vết thương tốt, điều hòa kinh nguyệt tốt. Ta ướp trà vàng thọ như ướp các loại khác và sử dụng khác nha bà con. Nó tốt như vậy, nhưng mà mong bà con chúng ta ướp và sử dụng bình thường, chứ không quá nhiều. Chúng ta uống như bình thường không sao cả. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi sử dụng bông vàng thọ.